Hello cả nhà, bây giờ mình đi về quê bắt cua nha quý vị. Về quê bắt cua, cua đồng chính gốc luôn nha quý vị ơi. Mới giờ đi ra đồng bắt đó quý vị, nhưng mà thằng em nó bắt mình quay thôi. Đó, cua. Cua đồng. À, cái cua này nè mà ra hết hồn sợ. Không dám. Okay. Cua ô chết cha. Tự nhiên bà ơi, bà dữ quá. Ông chứ quên, này là con cua đực quý vị ơi, nó dữ quá, nó kẹp sao người ta gãy càng luôn rồi. Ôi mày dữ quá mày ơi, nhiều đây cũng nhiều à hen, đây nhiều quá trời luôn. Nướng muối ớt ăn. Giờ hỏi ý kiến của quý vị, giờ là đóng cua này mình sẽ làm cái gì ngon ta? Chứ theo ý kiến của Mison là cái này mình rang muối ớt á, cái rang muối ớt cũng ngon lắm nha, đúng không? Rang muối ớt mình ăn nó giòn giòn sực sực ngon dữ lắm, cũng nhiều đây chắc vậy hả? Ủa cái này mình bắt là mình nó bò ở ngoài ruộng hay là mình bắt ở trong hang nha? Đêm nó ra hang á. À, nó ra là mình chỉ bắt thôi hả? Ban đêm á nó bò ra nó chỉ mang á. Đây, chị nhớ là hồi trước á là bắt là phải lấy cái cây quái. Ban ngày cái đó là ban ngày nó làm trong hang, ban ngày. Dạ hả? Còn ban đêm nó ra mang. Nhiều lắm chứ bộ. Nè ha. Nhiều quá trời quá đất luôn. Thầy. Bậy như đây nhiều lắm à. Cái này không phải hai vợ chồng xỉn đâu nha. Cái này là cả xóm cùng xỉn nè, chứ đừng nói này nhiều lắm. Đó, nhiều lắm quý vị ơi, chứ không phải ít đâu nha. Ui trời, nhịn cưng quá mà không dám bắt. Cưng quá không dám bắt, sợ cắn á. Rồi. Ờ, ta quay vậy cái ta tọt ra vô trong con cua nó kẹp nó mới thấy thôi, nó lai nhiều. Thôi nghỉ đi. Ai coi kìa. Ai coi nó cắn say giọng nhau. Ơi. Sợ. Trời ơi, giữ nè. Giữ nè cả nhà. Đó, mình chơi. Đó, giữ nè, thấy không? Vừa đụng vô là nó đã kẹp rồi. Đâu có dám để vô cái tay. Thôi ngày mai anh chị đâu có ở nhà đâu, đem qua quay vậy thôi. Giờ lấy mấy con mình vô mình rang muối ớt mình ăn nha. Đây đó, ây da quá trời luôn. Đây con này bự nhất nè, con này ơi, nó kẹp cái đôi đũa này nó trơn quá, nó cắn không có được. Chứ mấy là nó ơi hello bạn thôi dữ quá. Bây giờ mình đem vô mình rang muối mình ăn ngay. Từ từ lấy cái kẹp đi, thôi thả người ta ra. Ôi trời ơi, để con kêu nè. Nó không còn nè, thấy không, còn hóng à. Chưa, từ từ mình phải từ từ ra đi, đừng kẹp người ta đó. Không, mẹ lấy con dao mẹ xiên ngay giữa. Vậy phải không? Đúng rồi, xiên vô. Không, đừng có banh ra, xiên nó vô nó mới chết. Cho mình gỡ cái này ra trước đi. Gỡ thì mẹ gỡ ra, rồi gỡ ra dục cái cước ra. Trong một cái vậy hả? Xiên, đúng rồi, đó. Ôi, sao đụng càng rồi? Nó đau quá. À, vậy là chết chưa? Chết rồi đó, chết rồi đúng không? Đúng rồi, tại mẹ xiên vô ngay chỗ đó cho nó chết rồi. Rồi xuống đi. Trời ơi, gỡ bả rồi mà bả vẫn còn bò. Ôi, này cái gì vậy? Trời ơi, nó ị ra vậy đó. Rồi đâm vô. Vậy là chết rồi nè, đúng không? Đúng rồi, đâm vô nó. Ôi trời, Nam Mô A Di Đà Phật. Ồ trời, chết đó. Đó, nó ra món trắng này đó nè. Rồi, cho mày. Mẹ tiếp khỏi con lột. Con này là con cái nè. Con quay đây nè. Sao mẹ sao khỏi lột, mẹ đâm nó vô cũng được. Ôi trời, ôi nó kẹp tay. Mẹ khỏi lột, mẹ đâm thẳng vô ngay đường, nó có đường vàng á, đúng rồi. Nhưng mà mình phải gỡ vậy đi, mình đâm cho nó dễ. Đó. Ôi, cắn hết hồn á. Xin lỗi quý vị ơi, từ nào tới giờ mình không có làm mấy này. Rồi đó, theo mẹ đâm vậy nó chết rồi đó. Đó, chết rồi đúng không? Đúng rồi. Ok, tiếp theo, qua vô. Coi, để bắt coi cái con nào. Cái con nó nằm ngửa kìa. Ồ, hết hồn. Cái con đó nó nằm ngửa kìa, móc nó ra. Không, nó dữ lắm chứ nó không có hiền. Để lấy kẹp đó. Ô, thả ra. Rồi đâm vô. Con này là con đực nha quý vị nè. Càng cái bự. Con mà nó có, con phải quay xa ra cho nó thấy cái độ nét chứ quay mà nó gần quá. Ơi, nó kẹp cái dao mình. Rồi đâm chưa, từ từ. Ôi nó kẹp. Ôi đừng có, ôi nó kẹp, nó không cho đâm. Hai dòm nè,
hai cái càng. Ô ơi anh ơi, nó kẹp, nó không cho em đâm nó nè. Ô trời à, đây được rồi, năm tháng nha. chưa từ để khửi nó, để khỏi khửi luôn, nó mềm lắm, hết hồn, nó mềm dữ lắm, gan chỗ nó cũng mềm lắm. Ôi cái con này nó dữ quá, nó biết ngoái lại tuốt ở trên luôn nè. Ôi cái con này nó dữ ghê á, trời ơi giờ mày lặn cái càng nó ra luôn chứ. Đó đây, đâm vô, vô nè. Ơi chết cha. Cực chứ con này ghê ta, con này cực chứ nó ghê vậy. Đây rồi phải không? Ơi dầm nè, quay rồi, chết rồi. Buông gà. Ô đó, rồi xong. Ô từ từ nha, cho bắt nó coi. Rồi. Nó giữ thì ớn luôn. Giờ nè, nó kẹp cái muỗng nè. Đó, cua cái thì nó dễ nè, không? Mình chỉ gỡ nó về nè. À, cái này á hả? Đó. Dì. Rồi, cái con bé xíu nãy đâu rồi? Nó xìu bé mình rồi. Trời ơi bà cũng kẹp dữ lắm chứ bộ. Rồi nè, dầm nè, trời ơi xíu xíu. Ô đừng có kẹp, bỏ ra coi. Ô cua cái nha quý vị, đây cua cái nè, này mình tập nhẹ đó. Ôi nó cũng ngoáy vô, nó cắn mình nè, nhẹ về là nó à, thăng đó, thăng đường. Thôi nhiêu đây giờ mình bắt thêm một con nữa hen, chứ làm nhiều quá ăn không có hết. Bắt cái con càng xanh kìa, con nào, con này không, cái con mấy mình, cái con đó, con này không, mấy con bự quá mình làm không có mình, con mấy thì bắt tại con vì nhỏ, mấy con nhỏ để mình rang ăn cho nó mềm, mấy con chứ mấy con lớn quá mình rang cái nó toàn là nó mấy con nhỏ toàn là mấy con cái không nha. Đây ý dù vậy nhẹ nhàng không? Đó, thêm đây con cái nữa. Mất tiêu cái càng rồi. Đó, rồi, ok. Giờ mình rửa nó. Rửa đây. Ôi này, giờ mình lấy cái gì để mình chà nó con. Trời đất ơi, cái con nó mất. Vậy mà nó vẫn còn. Nó vẫn còn quý lại nè. Không, giờ lấy cái bằng chải. Đó, mình nè. Chà nó, rửa miệng. Rửa miệng, đánh răng. Rửa mình. Đó, rửa chân nữa. Vậy nè, nó mới sạch. Tại vì cái cua này mới vừa bắt ở đồng lên đó quý vị, cho nên là nó vẫn còn dính ba cái bùn á, bùn sình, cho nên mình phải chà cho nó sạch. Hai con. Ôi anh bé xíu nè, chà cho nó sạch xong. Bắt đầu bữa nay là Mini Sơn tổ tài vô bếp làm cái món đồng quê nha quý vị. Rụng càng rụng ấy hết trơn trọi rồi. Trời ơi nè, nó vậy nè, cứ mình chà xong cái nó trắng bóc nó sạch lắm chứ bụng, đúng không? Đúng rồi. Nè ngon vậy không? Mấy con nhưng này mà ăn mà sợ thì sắp cắt cái bà bỏ, tại vì nó bén khỏi sóc luôn đi con. Cái này nó nhỏ xíu. Lúc mà nhà nghèo đó quý vị, đâu có tiền đâu mà mua cua biển, cái đi bắt cua đồng vậy nè, xong đầu cái lên cái mình răng me nè, xong đầu lên cái mình ăn, chứ hồi đó làm gì có tiền mua cua biển. Còn giờ có tiền rồi cái ăn cái mà đặt chê cua đồng không ăn đó. Giờ cái mình rang muối ớt. Giờ mình rang muối ớt. Rồi bây giờ mình rửa xong rồi nha quý vị. Rửa xong sạch sẽ rồi, bây giờ bắt đầu mình đem lên trên bếp mình cho nó xong hơi ha. Cái món này thì làm rất là đơn giản nha. Rồi xong. Một tí xíu bột ngọt.
bỏ vào. Mình bỏ, mình chế một tí xíu muối vô để cho nó thấm. Cái mình xào qua xào lại, muốn ăn cay thì mình bỏ thêm ớt ra. Mình bỏ thêm ớt bột cay vô nha quý vị. Nhà làm luôn. Ớt nhà làm. Cho cay thấy ra luôn. Cay lắm rồi. Không làm sốt lắm. Cái này là cua rang muối ớt. Đó. Mà muối ớt Tây Ninh á, mà mình để nguyên xi thì nó cũng mặn lắm, cho nên mình phải bỏ muối thêm bột ngọt vô nha. Đó. Bắt đầu đỏ rồi đó. Ừ, ok. Rồi. Đó, nó sôi sùng sục. Nó sôi sùng sục, cái bắt đầu mình dở nó ra. Đâu mình để cho cái này nó xuống đúng để rồi, cho nó rồi, nó mặn, hiểu không, cho nó thấm vô nó mặn đó. thơm mà dễ sặc quá trời. Cái mình vậy là nó chín chưa kìa. Cái này hồi nãy mình không tắt dầm hang. À, bây giờ là xong rồi, cua rang muối ớt nha quý vị. Đây cua rang muối ớt. Cái con cua này bé bé. Nó xíu xíu nè, nó chỉ bằng cái ngón tay của Mì Sên thôi. Đó. Tại vì cái món này á, mấy người ở quê á, người ta ăn vậy không ăn. Cho nên là mình làm vậy chỉ có hai mẹ con ăn thôi nha quý vị. Bây giờ là chuẩn bị lên mình ăn ha. Cua rang muối ớt phiên bản của Mì Sên. Đây, hello cả nhà. Hồi nãy giờ là hai mẹ con là làm xong rồi nha. Cua rang muối ớt phiên bản của bà Mì Sên nha. Ngon quá cái bữa chét luôn. Mà tao nói cả tiếng đồng hồ được mấy con cua. Ăn ngay dòm nè. Cái con cua này cũng có xíu xíu vậy nè. Nhìn cưng không? Con cua này nó có bằng cái ngón tay thôi. Đó bây giờ mình tới tuổi vậy thì nên. Bây giờ mình ăn thử nha quý vị. Ăn thử coi mình nấu nó ra làm sao. Con chét. Quá trời ơi trời. Còn muốn muối chứ nhiều. Thêm muối thêm ớt bột. Ngon con ăn đi. ngon ăn đi. Nói nhỏ vậy. Không ngon chứ bộ. Cua mà rang cua nhỏ ăn luôn bớt. Đúng rồi. Hồi nãy á. Làm con nhỏ con gái nó kêu là mẹ lấy con bự nhưng mà con bự mình làm nó không có thấm. Con nhỏ. Con bự ăn nó thấm mềm. Cay. Cay lắm. Đâu cay lắm đâu. Ngon mà. Đúng không? Đó bữa nay về Tây Ninh ăn cua đồng nha quý vị. Con ở đây sao? Ăn cua đồng. Giờ con còn nè, ăn đi con. Con cua này. Quay cả nhà xem. Ôi trời, con cua nó bự má ơi, nó bự bằng lỗ mũi tôi luôn. Cua. Chết rồi. Thời tới mà làm gách trời với số. Nhìn cái mặt bằng nó gần nhà. Đó, con này. Mẹ ăn thử mẹ. Cái khoảng mấy trăm mét đâu. Con ăn đi. Đâu có. Con ăn miếng à. Mẹ ăn thử coi. Đâu có cay lắm đâu. Mấy ông đàn ông không làm không cho ăn. Mình ăn một mình. Nấu là mình ăn uống vỏ luôn hả? Có rửa sạch không? Có lấy cái bằng chải rồi đánh không? Có. Nãy lấy bằng chải chà luôn. Chà nó sạch lắm chứ bộ. Đánh ngon hơn. Vậy cua này á, cua này nó sạch. Cay mà. Cua mà nó hang ra nó dơ chứ con cua mà đã nó bò nó ngoài. Bỏ nước bỏ nước này chảy bên đêm và nó ngoài. Ngay nước trong á, bởi vì mình viên anh rọi mới thấy. Nước đục anh rọi đâu có thấy đâu. Con cua này nó nhỏ xíu mà ở trong nó có gạch nè. Cuộn tự nước đó mình rọi vô thì nó đây. Ngon ghê. Tại nó tấn rồi nè. Cho em muốn bia uống thử anh. Cua đôi cho nó cũng mấy lần vậy nè. Mình ăn cua đồng. Uống bia. Đó cháy rồi. Nó bò ra ngoài á, nó bò ra hang á mình mới bắt được nó chứ trong hang sao bắt. Hồi đó tao bị gãy tay này nè, đêm nào cũng bị mắc vậy. Cũng như mình gãy mà nửa đêm mà không thiệt tối là nó cho nó đỡ ra khỏi không. Ngon ghê. Bằng người đỡ không? Món này là ngon thiệt nha quý vị chứ không phải là Mì Sên tự nấu rồi cái mình khen nha, thiệt luôn. Món này ăn ngon. Là nếu như mà cua ở ruộng Bắc về
bắt đầu mình rửa cho sạch gì? Nhưng mà đừng có lựa mấy con bự, mấy con bự quá thì nó có cái sáng muối, rang muối ngon lắm mà, càng đẹp ơi. Nói vậy chứ giờ mình chia ra chứ không, mình chia cho người ta ăn thử đi coi là tao biết là món làm của mình nó là sao. Ai cho anh ăn đâu bảo không? Ôi, thấy quá đó, cho thằng em nó bắt cua của việc mình cho nó ăn thử coi nó làm sao. Đó anh ăn thử coi là sao. Thật không? Thiệt chứ bộ, ngon. Đồ ngoại nói là ngon mà. Ăn đây trời ơi, ngon quá. Em đâu có mời anh ăn cua, em mời anh ăn thử là coi nó ra làm sao nè. Ăn thử đi. Ngon trời ơi, không phải đâu, nhộng quá thì mới ngon á. Không dám đâu, tôi pha vô, tôi nêm nếm vô đàng hoàng đó. Ngon mà đúng không quý vị? Cua ta đang me mà này, cua đang ướt rồi. Cua cua đang ướt, ngon lắm. Cua đang ướt đó mọi người ơi, nhớ làm cái món bắt cua đồng lên là làm cua rang muối ớt nha quý vị. Này nít cũng thích ăn, ngon lắm luôn. Ngon dữ trời. Giờ là chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người ngon miệng với lại món cua đồng rang muối ớt.